Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Thông tin Tuyên truyền, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngành thông tin và truyền thông từ khi ra đời cho tới nay đã luôn gắn liền với sự vận động của lịch sử dân tộc cùng với công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Chính vì vậy, đây là một ngành có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước ở mọi lĩnh vực, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản, an toàn, an ninh mạng, công nghiệp ICT. Và nhân 76 năm của ngành, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với những vị khách mời vô cùng đặc biệt. Đó là những người đang giữ vai trò trọng trách lớn trong sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông để cùng chia vui với ngành và bên cạnh đó hiểu rõ hơn về những quy hoạch, định hướng phát triển của ngành thông tin truyền thông trong thời gian tới. Xin được giới thiệu các vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Và ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cuộc trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào trò chuyện thì xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự. Quay trở lại những ngày tháng lịch sử. Mùa thu ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Bộ Thông tin Tuyên truyền. Tiền thân của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày nay là các cơ quan mang đậm chất bưu điện như Nha Bưu điện năm 1945, Nhà Bưu điện Vô tuyến điện năm 1951, Tổng cục Bưu điện năm 1968, Tổng cục Bưu điện thuộc Bộ Giao thông Vận tải năm 1990, Tổng cục Bưu điện năm 1992, Bộ Bưu chính Viễn thông năm 2002 và nay là Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2007. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, các thế hệ cán bộ công nhân viên chức của ngành thông tin và truyền thông đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, xây dựng và giữ vững huyết mạch thông tin phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần đắc lực vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Gần 10.000 người con ưu tú của ngành bưu điện và phóng viên đã anh dũng hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông tin và truyền thông là ngành có nhiều liệt sĩ nhất đã hy sinh trong chiến tranh chỉ sau quân đội. Như Bác Hồ nói, là việc liên lạc là việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng, vì nó quyết định được sự thống nhất lực lượng, sự phân bổ lực lượng, thống nhất chỉ huy và do đó đảm bảo thắng lợi. Bước vào thời kỳ khôi phục chiến tranh cũng như thời kỳ bao cấp rất khó khăn. Lại một lần nữa, những người chủ yếu đã từng tham gia chiến tranh lại lo đảm bảo cái thông tin liên lạc của một trong điều kiện hết sức khó khăn, cả về đời sống, cả về điều kiện làm việc, cũng như những khó khăn chung của đất nước chúng ta sau chiến tranh và thời kỳ bao cấp. Sau hai cuộc chiến tranh, ngành đứng trước những thử thách khi đất nước bị bao vây cấm vận, các cơ sở vật chất của ngành vô cùng thiếu thốn và lạc hậu. Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành thông tin và truyền thông đã dũng cảm lựa chọn hướng đi mang tính đột phá, đó là bỏ qua công nghệ trung gian, đi thẳng vào công nghệ hiện đại theo hướng số hóa, tự động hóa và đa dịch vụ, lấy viễn thông quốc tế làm đột phá khẩu. Năm 2020, những thành tựu của ngành thông tin và truyền thông đã và đang hiện diện ở khắp mọi nơi, đóng góp rất cụ thể vào việc biến Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường và thịnh vượng. Năm 2020 chính thức khởi động năm chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nhờ cách làm mới dựa trên nền tảng số. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 đã tăng đột phá, đạt trên 30%, vượt mục tiêu đề ra. Đến nay đã có 5 bộ và 28 tỉnh, thành phố ban hành nghị quyết và kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. Nói chung các cuộc cách mạng công nghiệp, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là dành cho những nước đang phát triển. Và tôi rất muốn mọi người tin một điều, là khi mà chúng ta có một sứ mệnh lớn, hoặc đặt ra một sứ mệnh lớn, hoặc nhận lấy một sứ mệnh lớn do người khác giao cho mình, do đất nước giao cho mình, thì chúng ta nếu trăn trở với nó, ngày đêm suy nghĩ với nó, thì chúng ta nhận được năng lượng trời đất, tức là năng lượng vũ trụ. Thế cho nên là đất nước, Đảng và đất nước là cũng sẵn sàng thay đổi các mô hình để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Thế cho nên là anh em mình mà khi làm mà có vướng mắc gì về mặt thể chế thì cùng nhau giải quyết. Và Bộ Thông tin Truyền thông là cái đầu mối một cửa.
Rõ ràng con đường phía trước sẽ còn rất nhiều điều chúng ta phải làm và Việt Nam đang từng bước thực hiện bước chuyển mình đó. Và với những gì mà lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chia sẻ thì chúng ta đã thấy được những tín hiệu đáng mừng của ngành thông tin và truyền thông khi từng bước phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và chắc chắn Việt Nam sẽ hoàn thành chính phủ số trong năm 2025. Và thưa quý vị, với 6 lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông, lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí và xuất bản, an toàn an ninh mạng, công nghiệp ICT thì chúng ta đã đạt được những dấu ấn đáng nhớ và công nghệ số chính là bước phát triển tiếp theo của công nghệ thông tin với sự xuất hiện của một số công nghệ mang tính đột phá, ví dụ như là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối hay là internet vạn vật. Và bây giờ tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng trao đổi cùng với ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó vụ trưởng vụ công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng giám đốc tập đoàn VNPT. Xin được gửi câu hỏi tới ông Nguyễn Thanh Tuyên. Như những gì mà lãnh đạo Bộ đã chia sẻ thì chúng ta đã biết được những định hướng và những thông tin về ngành thông tin và truyền thông với những tín hiệu khả quan và tích cực. Thực sự là năm 2020-2021 cũng là một năm thúc đẩy chuyển đổi số thành công. Những thành tựu của ngành thông tin và truyền thông đã và đang hiện diện ở khắp mọi nơi và rất là cụ thể vào việc biến Việt Nam trở thành một quốc gia hùng cường thịnh vượng. Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này ạ? Chào các khán giả của VTC9. Đầu tiên tôi đáy lòng mình tôi xin chia sẻ sự cảm thông sâu sắc với những khó khăn mất mát to lớn mà đồng bào Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố đang đối mặt với đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 đang là một thách thức rất là to lớn đối với toàn thế giới, như cái phát triển kinh tế xã hội, như từng con người, thay đổi mọi dự báo để phát triển thế giới cũng như là mọi mặt của đời sống con người. Là một thách thức, đại dịch cũng là một điểm kỳ dị phát triển, là một cú hích trăm năm đối với những quốc gia, những doanh nghiệp mà biết tận dụng được cơ hội phát triển của công nghệ số. Và nhu cầu kết nối số tạo ra một bước ngoặt mang tính cách mạng bởi công nghệ số. Nếu như trước đây, trước đại dịch, người ta còn băn khoăn về hiệu quả của công nghệ số mới đối với sự phát triển của cá nhân, với doanh nghiệp mình, với cơ quan của mình, hay là vai trò của công nghệ số đối với đời sống xã hội. Thì nay, công nghệ số mới như là trí tuệ nhân tạo, như là robotics, như là dữ liệu lớn, không còn là chuyện của các nhà khoa học. Đại dịch COVID bắt buộc chúng ta phải ứng dụng công nghệ số, các cơ quan trường học, doanh nghiệp phải chuyển đổi số để tồn tại, hoạt động và tiếp tục phát triển. Công nghệ số đã được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ khám chữa bệnh, truy vết COVID. Nói tóm lại, tôi cho rằng công nghệ số đang là một trong những vũ khí hết sức mạnh mẽ, quan trọng và phổ quát, cũng như rất hiệu khi mà chúng ta có thể khắc phục được đại dịch. Thì tôi dự báo rằng công nghệ số mới sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa vì người ta đã nhìn thấy được vai trò quan trọng của nó trong sự phát triển kinh tế số. Như vậy là trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khi mà COVID-19 bùng phát, chúng ta đã nhìn nhận được rõ hơn vai trò của công nghệ số và sự chuyển đổi này. Và trong thời gian tới, như ông dự báo, thì việc chuyển đổi số sẽ còn diễn ra mạnh mẽ và bùng phát hơn nữa. Vậy thì theo nhận định của ông, thì công nghệ thông tin của Việt Nam hiện nay liệu rằng đã đáp ứng được những yêu cầu của công cuộc chuyển đổi công nghệ số hay không? Và có những áp lực ra sao khi thực hiện điều này trong thời gian tới ạ? Xin được nói về mặt áp lực trước. Ngành công nghệ thông tin Việt Nam đang đối diện với những áp lực rất là lớn. Tôi xin kể ra đây một số như sau. Nhất là cạnh tranh rất quyết liệt, thậm chí là khốc liệt. Sự phát triển của chuyển đổi số, các đối thủ nước ngoài bây giờ có thể tiếp cận đến từng tổ chức, từng người dân Việt Nam thông qua các thiết bị số, các nền tảng số như điện thoại thông minh, như Facebook. Do vậy, cạnh tranh hàng giờ, hàng phút với các doanh nghiệp trong nước. Thứ hai là mặc dù số lượng doanh nghiệp nội địa của Việt Nam về công nghệ thông tin nhiều, nhưng mà hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Năng lực cạnh tranh, khả năng ra vào chuỗi giá trị toàn cầu còn khá khiêm tốn. Thứ ba là cách mạng công nghệ 4.0 khiến xu hướng công nghệ thay đổi rất là nhanh, mà các doanh nghiệp trong nước có tiềm lực hạn chế, khó có khả năng là đầu tư thay đổi công nghệ như chất lượng dịch vụ. Thị trường kinh doanh trong nước ngày càng phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài về bản quyền công nghệ, về nội dung và chính sách hợp tác. Nguy cơ về tụt hậu về công nghệ, về thiếu hụt kỹ năng sẽ là một cái rất lớn. Thứ tư là nguy cơ mất làm vì công nghệ thay đổi rất là nhanh, tự động hóa thay thế nhiều việc làm. Đến năm 2045 dự báo có đến 38% việc làm hiện nay của Việt Nam có thể bị chuyển đổi hoặc bị thay thế bởi tự động hóa. Thứ năm là số hóa tự động hóa làm cho vấn đề bất bình đẳng trở nên nghiêm trọng hơn. Một dự báo của một năm ngân hàng thế giới 2016 đã chỉ ra rằng công nghệ số mang lại ít lợi ích hơn cho người nghèo so với những người khác. Thứ sáu là đại dịch có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đạt được mục tiêu phát triển kinh tế số Việt Nam năm nay. Trong đó có ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Mặc dù vậy, nhưng ngành công nghệ thông tin Việt Nam đã trở thành một trong những ngành kinh tế lớn của đất nước, và thực tế Việt Nam đã trở thành một trong những nước top 10 về công nghệ thông tin trên thế giới. Đã hình thành được một hệ thống doanh nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông
với xấp xỉ 50.000 doanh nghiệp và hơn 1 triệu lao động với đủ các loại hình, phần cứng điện tử đến phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin. Và tôi có thể khẳng định về cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu cho công cuộc chuyển đổi số về các sản phẩm, các giải pháp, nền tảng, dịch vụ công nghệ số Make in Việt Nam. Và chúng tôi sẽ, Bộ Thông tin Truyền thông sẽ cam kết sẽ có những cơ chế chính sách để dẫn dắt toàn ngành công nghệ thông tin để thực hiện thành công cái công cuộc chuyển đổi số. Vâng, và với những chia sẻ của Phó Vụ trưởng thì chúng ta có thể nhìn nhận được những áp lực mà ngành công nghệ thông tin phải đối mặt trong thời gian tới là rất lớn. Tuy nhiên, với những nền tảng đã có được thì chúng ta tự tin rằng ngành công nghệ thông tin của Việt Nam có thể vượt qua được những khó khăn đó và tiếp tục có những sự bứt phá trong công cuộc chuyển đổi số. Và trong suốt thời gian vừa qua, chuyển đổi số đã diễn ra trong mọi ngóc ngách với từng con người, từng cá nhân và từng tổ chức. Và xin được dành câu hỏi tới đại diện của tập đoàn VNPT là dưới sự định hướng của Bộ trong thời gian vừa qua thì tập đoàn VNPT đã có những bước chuyển mình như thế nào trong công cuộc chuyển đổi số ạ? Tôi trong những năm gần đây, VNPT theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ thì VNPT là một trong những tập đoàn đầu tiên để tái cơ cấu lại tập đoàn của mình phù hợp với xu thế mới. Một trong những cái thành công mà chúng tôi ghi nhận được trong nhiều năm qua, trong cái giai đoạn tái cơ cấu hơn 5 năm sau khi tái cơ cấu về tổ chức, về quản trị, về chiến lược và về điều hành thì VNPT đã có những cái kết quả rất là khích lệ trong cái thời gian vừa qua. Song song với cái tái cơ cấu để đảm bảo cái sự phát triển của tập đoàn thì trong thời gian vừa qua VNPT là một trong những cái đơn vị tiên phong thể hiện cái vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong cái công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Thì phải nói là trong những năm gần đây, cùng với cái xu thế chuyển đổi số trên toàn thế giới, cùng với cái chủ trương của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chuyển đổi số, thì những cái nền tảng chuyển đổi số cấp quốc gia, cấp địa phương đã được VNPT nhanh chóng đưa vào và phát huy trên bình diện quốc gia. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để thể hiện cái vai trò này trong cái công cuộc chuyển đổi số của quốc gia. Chúng ta có thể thấy rằng là sau quá trình tái cơ cấu thì VNPT luôn đi cùng với công cuộc chuyển đổi số quốc gia và đã có những đóng góp rất tích cực cho công cuộc chuyển mình trong công cuộc chuyển đổi số trong thời gian vừa qua. Và chúng ta thấy rằng là trong suốt cái quãng thời gian dài thì ngành thông tin truyền thông đã có rất nhiều những bước phát triển và thành tựu. Và để hiểu rõ hơn thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự của chúng tôi. Trong 5 năm qua, lĩnh vực bưu chính có sự tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ trung bình trên 30% một năm. Năm 2020, tổng doanh thu dịch vụ bưu chính đạt trên 35.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt 2.400 tỷ đồng. Việt Nam hiện có 555 doanh nghiệp bưu chính và 90% số xã đã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. 89% điểm bưu chính có kết nối Internet. Nền tảng mã địa chỉ bưu chính gắn với bản đồ số VMAP, VPostcode được công bố với hơn 23 triệu địa chỉ. Đây là công cụ giúp thúc đẩy chuyển đổi số trong bưu chính và tạo nền tảng logistics cho sự phát triển của thương mại điện tử và kinh tế số. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cả nước trong năm 2020 đã cao hơn cả 4 năm trước cộng lại, tăng hơn 20 lần so với năm 2016. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chiếm 30,86% vào năm 2020 so với mức 1,42% vào năm 2016. Giai đoạn 2016-2020, ngành viễn thông Việt Nam cũng tăng tốc ngoạn mục. Sóng di động đã phủ tới 99,8% dân số. Tỷ lệ ứng dụng địa chỉ Internet thế hệ thứ 6, IPv6 trên Internet Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN và thứ 4 tại châu Á và thứ 10 trên toàn cầu. Các doanh nghiệp viễn thông đã đóng góp ngân sách nhà nước trung bình trên 40.000 tỷ đồng mỗi năm. Thứ hạng viễn thông Việt Nam tăng 31 hạng từ 108 năm 2018 lên 77 năm 2020. Theo báo cáo xếp hạng an toàn an ninh toàn cầu GCI năm 2020 vừa được Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU công bố, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 25 trong 194 quốc gia vùng lãnh thổ được xếp hạng và đứng thứ 7 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sau một năm khởi động chuyển đổi số, xuất hiện thêm 13 doanh nghiệp công nghệ tăng 28%, gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Khẩu hiệu Made in Việt Nam đã tạo nên nguồn cảm hứng cống hiến sáng tạo chưa từng có. Trong năm qua, cả nước có 779 cơ quan báo chí hoạt động. Nhờ quy hoạch báo chí, tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buộc lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích được khắc phục, bộ máy báo chí tinh gọn và hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, mạng xã hội Việt Nam không ngừng lớn mạnh và cạnh tranh với các mạng xã hội quốc tế như Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,
tăng gấp 3 lần so với năm 2016. Số lượng tài khoản người dùng đạt hơn 90,5 triệu. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 năm 2020, ba nhà mạng lớn nhất của Việt Nam là Viettel, Mobifone và VNPT đã bắt đầu phát sóng thử nghiệm và thử nghiệm thương mại mạng 5G tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới làm chủ công nghệ 5G, sản xuất được thiết bị hạ tầng 5G và sản xuất được điện thoại 5G. Là khi mà có mạng 5G này rồi, tất cả mọi hệ thống tự động hóa thì việc đầu tiên là năng suất lao động của chúng ta sẽ tăng lên rõ rệt. Tăng lên rất nhanh và rõ rệt, và sau đó thì là chúng ta sẽ ứng dụng tất cả trên smartphone, ứng dụng tất cả trên kỹ thuật số, như là ví dụ thanh toán số, thương mại số, rồi giải trí số, rồi logistics số, tất cả những cái đấy đều dựa trên nền tảng của điện thoại thông minh và trên mạng lưới 5G. Thì tôi tin tưởng là đến khoảng 2025, khi chúng ta có mạng 5G hoàn chỉnh, chúng ta sẽ xây dựng được xã hội số, nền kinh tế số tại Việt Nam. Theo các nhà phân tích của Business Insider, 5G sẽ đóng vai trò là xương sống của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, và công nghệ 5G ước tính sẽ đóng góp 2.200 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu trong 15 năm tới. Còn theo nghiên cứu của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, đóng góp của mạng 5G vào sự tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ khoảng hơn 7% vào năm 2025. Nhận thức rõ cơ hội này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ động tập trung phát triển các hạ tầng số, trong đó có mạng di động băng thông rộng 5G. Với những thông tin và hình ảnh vừa rồi thì chúng ta đã thấy được những thành tựu mà 6 lĩnh vực của ngành thông tin và truyền thông đã đạt được trong thời gian vừa qua. Việc tăng bậc thứ hạng trên trường quốc tế ở tất cả các lĩnh vực thực sự là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Và chúng ta có thể thấy rằng việc tập trung phát triển các hạ tầng số, trong đó phải kể tới việc phát triển 5G và hạ tầng băng rộng, đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Và liên quan tới vấn đề này thì xin được dành câu hỏi tới ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, là một trong những đơn vị khai thác mạng di động 5G. Thì VNPT đã và đang có những kế hoạch cũng như là phương hướng triển khai như thế nào để có thể biến mạng 5G phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, và song song với đó là chúng ta sẽ có thể gặp phải những cái khó khăn gì cần phải vượt qua? Chúng tôi cũng là một đơn vị mà triển khai thử nghiệm thương mại mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam. Chúng tôi đã có những cái bước nghiên cứu, cái bước chuẩn bị các cái phương án đầu tư cho nó phù hợp và để đáp ứng nhanh nhất, tạo một cái hạ tầng số cho quốc gia khi mà điều kiện chín mùi. Thì tất cả những cái phương án đầu tư, những cái công nghệ chúng tôi cũng đã sẵn sàng, và những cái bài toán đấy cũng được tính toán một cách kỹ lưỡng để phù hợp với chiến lược quốc gia về triển khai 5G. Rõ ràng là việc phát triển 5G rất quan trọng đối với chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số, và đặc biệt là trong thời gian tới. Và rõ ràng là chúng ta thấy trong thời buổi dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng diễn biến rất là phức tạp và khó lường như hiện nay, thì việc chuyển đổi số giúp tất cả mọi người cùng kết nối với nhau, và rõ ràng chính các doanh nghiệp viễn thông cũng đã có rất nhiều sự hỗ trợ trong công cuộc là chống lại COVID-19 cùng sự vào cuộc của tất cả các bộ ban ngành. Và chúng ta thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì mới đây Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã thành lập Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. Và xin được tiếp tục hỏi ông Huỳnh Quang Liêm là Tập đoàn VNPT đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào trong công tác vận hành trung tâm này? Hầu như là tất cả các cái bệnh viện dã chiến, các cái nơi cách ly tập trung, thì VNPT luôn đóng là một cái vai trò là cùng với chính quyền địa phương để chúng tôi đáp ứng cái hạ tầng tốt nhất cho các cái cơ quan điều hành của Bộ Y tế, của các sở y tế, các bệnh viện, các cái nơi cách ly tập trung. Và chúng tôi cũng tập trung để tạo một cái hạ tầng viễn thông tốt nhất cho những người bệnh nhân, những người bị cách ly được sử dụng những cái dịch vụ một cách tốt nhất. Song song với đấy thì hàng loạt những cái chỉ đạo để mà đáp ứng nhu cầu cho cái việc điều hành, như là những cái hệ thống hội nghị chuẩn đoán bệnh từ xa cho các bệnh viện, những cái hệ thống camera, những cái giải pháp để giám sát, để đảm bảo giúp cho chính quyền, công nghệ giúp cho chính quyền để quản lý các cái khu tập trung, các cái điểm điều trị tốt nhất. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia đã được thành lập vô cùng kịp thời để hỗ trợ cho công cuộc phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Và chúng ta thấy rằng khi mà COVID-19 diễn ra từ năm 2020 cho tới nay thì đã ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Và rõ ràng khi mà chúng ta đang thực hiện giãn cách xã hội thì công nghệ thông tin, viễn thông, internet là những cách thức nhanh nhất, tiện lợi nhất và đôi khi là duy nhất để chúng ta có thể kết nối với nhau. Càng giãn cách xã hội thì vai trò của ngành thông tin
tin truyền thông lại càng quan trọng, và điều đó cũng đặt ra rất nhiều những thách thức trong thời gian tới. Và để hiểu rõ hơn những định hướng cũng như thách thức của ngành trong thời gian tới như thế nào, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tác động mạnh mẽ đến ngành thông tin và truyền thông thông qua công nghệ số và chuyển đổi số. Sứ mệnh mới của Bộ là dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, xây dựng một Việt Nam số, trong đó có chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và truyền thông số. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu Việt Nam phải làm chủ các thiết bị hạ tầng số, nhất là mạng 5G, phủ sóng toàn quốc năm 2022. Việt Nam phải trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng, làm chủ hệ sinh thái các sản phẩm an toàn và an ninh mạng. Về lĩnh vực công nghiệp điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, công nghệ số, gọi chung là công nghiệp ICT, cần chuyển từ lắp ráp, gia công sang made in Việt Nam. Về báo chí, truyền thông, định hướng phát triển chung là báo chí phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, các kinh nghiệm tốt, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội. Cùng với đó, tập trung xây dựng các chiến lược như chiến lược phát triển bưu chính, chiến lược hạ tầng số, chiến lược chính phủ số, chiến lược an toàn không gian mạng Việt Nam, trọng tâm là không gian mạng an toàn và sạch, chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số, chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp và công nghệ số Việt Nam. Tôi có một cái kế hoạch, có thể nhìn chung là một cái tổng thể về một cái hệ sinh thái số có cái quy mô cả ở cấp toàn quốc cũng như ở các cái cấp địa phương. Và trong đó những cái thành phần chủ yếu là gồm có cái hệ thống các cái địa chỉ số, hệ thống bản đồ số. Rồi cái trên cơ sở đó chúng tôi phát triển các cái trục phân phối về thương mại điện tử và qua hai cái sàn thương mại điện tử của doanh nghiệp bưu chính là Vỏ Sò và Postmart. Thách thức mới, cơ hội mới sẽ tạo ra sứ mệnh mới, không gian mới. Sứ mệnh mới, không gian mới sẽ tạo ra năng lượng mới, cách tiếp cận mới. Và đây sẽ là nguồn lực để Bộ Thông tin và Truyền thông bứt phá và vươn lên trong giai đoạn tiếp theo. Sứ mệnh càng lớn thì thách thức càng cao, và rõ ràng khi mà chúng ta ngày càng tiếp cận nhiều hơn với công nghệ số, khi mà chúng ta sử dụng không gian mạng nhiều hơn thì bên cạnh những lợi ích mà chúng ta có được thì cũng phải đối mặt với rất là nhiều những khó khăn, và đôi khi thì chúng ta cũng bị tấn công bởi những thứ xấu độc trên không gian mạng, và bởi vậy tiêu chí an toàn trên không gian mạng đang được đặt lên hàng đầu. Và xin được gửi câu hỏi tới ông Nguyễn Thanh Tuyên là ông đánh giá ra sao về mức độ an toàn trên không gian mạng khi mà chúng ta đang đẩy mạnh công nghệ số ạ? Khi mà chúng ta phát triển, chúng ta đẩy mạnh chuyển đổi số thì đương nhiên là chúng ta sẽ gặp ngay vấn đề đó là về an toàn. An toàn thông tin là vấn đề mang tính chất sống còn đối với chuyển đổi số. Và khi nền kinh tế Việt Nam chuyển sang nền kinh tế số, số cũng như chính phủ số, thì vấn đề an toàn an ninh mạng cực kỳ quan trọng. Cho nên là trong thời gian vừa qua thì Bộ Thông tin Truyền thông hết sức quan tâm phối hợp với các bộ ngành liên quan để đẩy mạnh những cái vấn đề về phát triển, về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng, và cũng đã có các cái văn bản dưới luật để triển khai những vấn đề về an toàn an ninh mạng. Và Bộ Thông tin Truyền thông cũng vừa kêu gọi và thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đưa ra các sản phẩm an toàn an ninh mạng, và cũng như sẽ đưa ra cái tiêu chí về an toàn an ninh đối với các thiết bị sẽ được sử dụng cho tại Việt Nam, kể cả thiết bị sản xuất trong nước cũng như các thiết bị nhập khẩu. Vâng, đó là trên góc độ quản lý thì rõ ràng là chúng ta thấy rất rõ mức độ quan trọng của việc là đảm bảo an toàn an ninh mạng. Thế còn đối với các doanh nghiệp khi mà chúng ta trực tiếp vận hành hệ thống cũng như là tiếp xúc với các khách hàng thì không biết là ý kiến của ông Huỳnh Quang Liêm như thế nào? Đây là một chuyên đề mà chúng tôi cũng đầu tư rất là lớn, và khi lên không gian mạng thì chúng ta phải có nhiều rủi ro. Và đây là những cái rủi ro mà chúng tôi đặt lên cái yếu tố ưu tiên hàng đầu phải giải quyết. Chúng tôi đã có hình thành những cái trung tâm để điều hành đảm bảo an toàn thông tin trên mạng. Chúng tôi cũng có những cái chuyên gia để có những cái rà soát, đánh giá cho cái an toàn mạng lưới. Chúng tôi có những cái chuyên gia để mà hoạt động trên không gian mạng để đảm bảo có những cái đội ngũ mà luôn luôn nhìn nhận những cái rủi ro, đội ngũ luôn luôn có những phương án để tác chiến, cũng như có đội ngũ luôn luôn có những cái giải pháp để phòng ngừa và chuẩn bị sẵn sàng.
Rõ ràng là việc đảm bảo an toàn an ninh mạng chính là một trong những thách thức khi mà chúng ta bước vào hành trình của thời kỳ công nghệ số và chuyển đổi số. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải kể tới những khó khăn và thách thức về nhân lực cũng như là về cơ sở vật chất. Và không biết là đánh giá của Phó Vụ trưởng về những thách thức này như thế nào? Nhân lực công nghệ thông tin thì thế này, chúng ta hiện nay chúng ta có 1.030.000 lao động hoạt động trong các cái doanh nghiệp công nghệ số. Chúng ta có hệ thống các trường đại học, các trường dạy nghề đang đào tạo công nghệ thông tin. Hiện nay chúng ta có khoảng 151 trường đại học và hơn 240 trường dạy nghề, bao gồm các trường cao đẳng, trung cấp nghề có đào tạo công nghệ thông tin. Tuy nhiên về mặt chất lượng chúng ta đang có những vấn đề, tức là sinh viên đào tạo ra tuy nhiều nhưng mà cái đáp ứng cho cái nhu cầu của doanh nghiệp là chưa cao. Cái số lượng mà sinh viên một có thể đáp ứng ngay được, chúng tôi tính từ khoảng từ 1/3 đến 1/2 thôi, còn lại các em sau khi học xong có thể đào tạo chuyển nghề khác. Do vậy trong thời gian tới cái vấn đề rất là quan trọng để nâng cao được cái chất lượng nguồn nhân lực và làm sao để có thể là tiếp cận được các cái chương trình đào tạo có chất lượng cao của thế giới, cũng như là đẩy mạnh cái liên kết giữa nhà trường với doanh nghiệp để đào tạo sát với thực tế. Và chúng tôi đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông đến năm 2025. Thì trong đó có đề xuất là sẽ Thủ tướng sẽ giao cho các bộ giáo dục đào tạo, bộ lao động thương binh xã hội có những cái đề án thành lập những trường đại học chất lượng cao hoặc là các trường dạy nghề chất lượng cao về công nghệ thông tin, cũng như là có xây dựng các hệ thống các cái phòng lab nghiên cứu các cái công nghệ mới để nâng cao cái chất lượng nghiên cứu giảng dạy đào tạo và chất lượng về cái khả năng kiến thức thực hành của sinh viên để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của phát triển doanh nghiệp. Khi mà nhìn nhận được những thách thức thì rõ ràng là chúng ta cũng định hướng những bước đi để làm sao mà vượt qua những cái thử thách trong tương lai. Vậy thì ông Huỳnh Quang Liêm thì ông đánh giá như thế nào về những khó khăn thách thức ở phía trước và cụ thể với VNPT đã có những định hướng ra sao để vượt qua những cái áp lực đó và phát triển trong tương lai, đáp ứng được yêu cầu của thời đại công nghệ số, chuyển đổi số ạ? Đấy là một trong những cái thách thức mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng của những cái doanh nghiệp, mà đặc biệt những cái doanh nghiệp có truyền thống như là VNPT. Chúng tôi đi lên là từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Trong cái giai đoạn chuyển đổi số, ngoài cái thế mạnh để chuẩn bị những cái hạ tầng số để thúc đẩy cho cái chuyển đổi số, thì một trong những cái định hướng chiến lược quan trọng là tập đoàn VNPT phải trở thành một cái tập đoàn công nghệ. Qua đấy chúng tôi cung cấp những cái nội dung số, những cái nội hàm chuyển đổi số cho quốc gia. Thì những cái nội hàm mà công nghệ, những cái nội hàm cung cấp những cái giải pháp số là những cái nội hàm đòi hỏi lực lượng con người phải đủ tầm, lực lượng quản trị phải thay đổi kịp thời để chúng ta cùng sánh bước, cùng cạnh tranh và cùng tạo được những cái hiệu quả của một cái doanh nghiệp công nghệ. Và đây cũng là một cái thách thức mà toàn tập đoàn, toàn các cấp lãnh đạo đến các nhân viên chúng tôi phải có những cái phương án rất rõ ràng để sẵn sàng cho những cái sự thay đổi của mình, và sự thay đổi này đòi hỏi rất là nhanh chóng. Vâng, khi mà nhận định được những thách thức sắp tới thì VNPT đã có những cái định hướng rất là rõ ràng để có thể tiếp tục với công cuộc chuyển đổi số. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng tinh thần của ngành thông tin và truyền thông sẽ giúp chúng ta có thể bắt kịp với sự phát triển của công nghệ số trong thời gian tới. Mặc dù chúng ta xác định rằng phần còn lại của năm 2021 vẫn vô cùng khó khăn khi mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt với dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng ta dừng lại, mà chúng ta luôn luôn vượt qua những thử thách để đạt được những thành tựu đáng tự hào. Và ngành thông tin truyền thông đang bước đi những bước như vậy. Nhiệm vụ trước mắt sẽ là chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, đưa công nghệ vào mọi lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng năng suất. Lĩnh vực công nghệ, hạ tầng số đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế số và góp phần đưa Việt Nam thành nước phát triển thịnh vượng, hoàn thành mục tiêu trong năm 2025. Và chúng ta cùng chúc cho ngành thông tin và truyền thông với những bước đi mạnh và chắc, dám nghĩ, dám làm, không ngừng sáng tạo và đổi mới, từ đó có được những bước phát triển trong tương lai, nâng tầm vị thế của Việt Nam. Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia cùng với chúng tôi trong cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.